Tại bến tàu ở Ca Đơ Cây một người phụ nữ trẻ tuổi đang kêu la, ôi giời đất ơi. Cái ví của tôi, cái ví của tôi, bắt lấy nó, đám đông nhốn nháo lên, thằng ma cà bông đi chân đất chạy trên cầu tàu, nhảy từng ba bậc một. Người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp văn nài những người đứng bên cạnh, đuổi nó hộ tôi với. Tóm lấy nó, thằng ăn cắp đã chuồn mất, năm, trôi qua, bỗng một viên cảnh binh trẻ tuổi hiện ra tay viên cảnh binh đặt trên vai thằng ăn cắp đã xoáy chiếc ví. Ví của ai đây? Chiếc ví màu đen, to, bóng loáng. Người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp vui sướng vùng ra khỏi đám đông chạy bổ đến bên người cảnh binh. Của tôi, chà, đội ơn ông quá. Thằng ăn cắp đi đất, cởi trần, trên người không có chỗ nào mà túm được cả. Viên cảnh binh luồn tay và nắm lấy mớ tóc dài giữ cho hắn khỏi chạy mất thân hình bẩn thỉu của thằng ăn cắp lộ ra từ những chỗ thùng ở chiếc quần lính cũ giờ đã biến thành mớ rẻ rách viên cảnh binh trẻ tuổi bảo người phụ nữ mời bà theo tôi về bốt để làm gì ví này là của tôi mà ai cũng trông thấy thằng cha này giật ví ở tay tôi phải ghi lời khai của bà để trình tòa họ đi về bốt viên cảnh binh và thằng kẻ cắp đi trước người đàn bà theo sau nghe người phụ nữ khai xong viên cảnh sát trưởng kinh tởm nhìn thằng ăn cắp người nồng nặc mùi xúc vật chết, thằng kia, mày không biết xấu hổ à? Khỏe như con lừa ấy, giá đi làm ăn gì có phải hơn không? Thằng ăn cắp thong thả ngẩng đầu lên, thế còn những kẻ khác làm nghề gì? Nó nói, câm ngay, viên cảnh sát trưởng hỏi người phụ nữ trẻ, Hanum Effendi, trong ví của bà có những gì? Tiền, sáp môi, chiếc gương, hộp phấn, có bao nhiêu tiền, người phụ nữ nín lặng. Viên cảnh sát trưởng thò tay định cầm chiếc ví nằm trên bàn, nhưng người phụ nữ ngăn lại, "Xin ông đừng mở ra." "Trong ví tôi có, thôi, ông để tôi mở lấy." Song viên cảnh sát trưởng đã cầm lấy chiếc ví và dốc ra mọi thứ bên trong, hộp sáp môi, chiếc gương, hộp phấn, ít tiền lẻ và 200 đồng đô la. "Bà lấy tiền đô la này ở đâu ra?" Viên cảnh sát trưởng hỏi tôi không thư kiện gì người này cả người phụ nữ chỉ tay vào tên ăn cắp nói vội tôi chỉ yêu cầu cho tôi xin lại chiếc ví tôi về tôi đang hỏi về số đô la này lại trời mà thôi tôi cũng chẳng cần chiếc ví nữa cứ để lại chỗ các ông cũng được tôi đi về đây bà không về được bà lấy đô la ở đâu ra người phụ nữ cúi mặt xuống mẹ đầm eleni mới đưa cho tôi sáng nay thằng ăn cắp ngẩng đầu lên ngó viên cảnh sát trưởng và cười khẩy thế đâm eleni này ở đâu người phụ nữ thì thầm tiết lộ địa chỉ thế là cảnh sát trưởng cảnh binh thằng kẻ cắp và người phụ nữ lên xe hơi của sở cảnh sát đi đến nhà đâm eleni ngay trong gian phòng đầu tiên họ chạm trán phải một cặp đang ở trong tư thế không lấy gì làm tao nhã cho lắm trong khắp sáu căn buồng viên cảnh sát trưởng bước chân vào bất kỳ chỗ nào cũng đều thấy những cặp như vậy cả cảnh sát trưởng xông tới Madame eleni a à, chính mụ là chủ nhà chứa chúng ta đã hỏi công tìm kiếm mụ Eleni suốt 6 tháng nay đây. Mụ lấy đâu ra số tiền đô la này, có một khách chơi là Rida trả cho tôi. Những người đàn ông vừa bị bắt gặp trong cảnh bậy bạ ấy được thả ra, vì họ là đàn ông. Còn đàn bà thì vì không phải là đàn ông nên bị đưa đến nhà thương ở Âu Cơ Cư để khám bệnh. Sau đó viên cảnh sát trưởng, thằng ăn cắp, người phụ nữ xinh đẹp và đâm Eleni lại đi xe hơi của sở cảnh sát đến nhà Rida. Tại nhà Rida, trên tầng thứ bảy đang tiến hành xây dựng các người làm gì ở đây có gì đâu có gì đâu à thế công nhân với những người coi việc này là cái gì nghĩa là các người đã xây nhà phạm pháp thằng ăn cắp ngẩng đầu lên nhìn viên cảnh sát trưởng và lại cười khầy sau khi đã lập biên bản về việc xây dựng bất hợp pháp cảnh sát trưởng hỏi rida anh lấy số đô la này ở đâu ali đưa cho tôi cảnh sát trưởng gọi dây nói đến cục an ninh xin một xe vận tải kín mít Tất cả số hành khách cũ và Rida lên xe. Họ đến nhà Ali, cảnh sát trưởng hỏi Ali, ông có đưa số tiền đô la này cho Rida không? Có, sao ông lại đưa cho hắn? Ông ta bán sắt làm nhà cho tôi. Cảnh sát trưởng quay lại Rida, sắt làm nhà. Thế anh có giấy phép không? Không à, thế đấy, nghĩa là anh lại còn đầu cơ cả sắt nữa. Sau đó hắn lại hỏi Ali, anh lấy tiền đô la này ở đâu? Tôi được bạc đêm qua ở nhà Hắc Xây thằng ăn cắp vẫn luôn luôn cúi đầu xuống lại ngừng lên nhìn viên cảnh sát trưởng và cười khầy. Người cảnh binh, viên cảnh sát trưởng, thằng ăn cắp, người phụ nữ khả ái, Rida và Ali ngồi lên xe vận tải đến nhà hắc xây. Trên những bàn trải dạ xanh có 10.000 đồng, những quân xúc sắc và cỗ bài. Sau khi những con bạc đã được đưa đến công tố viên, cảnh sát trưởng hỏi hắc xây, anh lấy đâu ra tiền đô la này? Chiếc tàu sách sang Mỹ mới quay về. Nuri đưa cho tôi, anh ta làm thợ máy ở đấy. Các hành khách cũ và hắc xây lên xe vận tải đi đến nhà người thợ máy Nuri. Trong nhà tay thợ máy Nuri này còn tìm thấy 10 cân thuốc viện trắng nguyên chất. Nuri thú nhận là đã nhận tiền đô la của Ixon. Ixon tức thì bị bắt quả tang đang phạm tội ở tòa biệt thự trên đời bộc phâu. Ở đây hắn sản xuất thuốc viện trắng. Anh lấy tiền đô la của ai? Của Rezan. Rezan là ai? hắn buôn lậu quần áo lót phụ nữ bằng ni lông từ Beirut đưa về. Thằng ăn cắp thong thả ngẩng lên nhìn viên cảnh sát trường và cười khẩy. Tất cả lại lên xe vận tải, bây giờ thì đến nhà Resan. Resan nói đã cầm đô la của mụ nê buôn quần áo lót ni lông và áo tắm chun. Xong mụ này không có nhà, mụ vẫn ở Paris hay La Mã như thường lệ. Viên cảnh binh nói, lại chúa, cũng may mà không có mụ ta ở nhà trong xe cũng không còn chỗ nào chống nữa rồi thằng kẻ cắp ngẩng đầu lên nhìn cảnh sát trưởng và cười khẩy viên cảnh sát trưởng quát này thằng bợm kia không việc gì mày cứ phải cười khẩy mãi thế rõ ràng là trong bọn này thì mày vẫn còn lạ kẻ nhẹ tội nhất thằng bợm bị xử tội ăn cắp và ngồi tù ba tháng bây giờ nó làm ăn lương thiện rồi và thấy bóng chiếc ví đầm đâu là nó tránh cho xa như tránh bệnh hồi vậy Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi. Sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn. Hy vọng qua câu chuyện, chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc. Mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa.